Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phong tục xã hội, tìm hiểu về các tôn giáo đã và đang tồn tại ở Việt Nam. Một, Nho giáo. Nước ta sùng trọng nhất là Nho giáo. Nguyên ủy Nho giáo lưu truyền kể cũng đã lâu, bắt đầu từ vua Phục Hy chế ra bát quái, vua Hạ Vũ dựng ra cửu trùng đã là gốc chiết của Nho giáo. Điển Mô Huấn Cáo là những lời khuyên răn của Đại Vũ, Cao Giao, Y Doãn, Phó Duyệt đã là gốc luân lý của Nho giáo. Ngưu Thuấn đặt ra điển hình, Châu Công chế ra lễ nhạc đã là gốc trị học của Nho giáo. Đến đời Xuân Thu có Đức Khổng Tử, Khổng Phu Tử, ngài góp nhặt các lời lẽ văn chương của các tiền thánh để dạy thiên hạ, từ đó mới thành lối học riêng gọi là Nho giáo, mà muôn đời về sau ai ai cũng suy tôn ngài là tiên thánh, tiên sư. Ngài Húy là Khâu, biểu tự là Trọng Ni, thánh phụ là Khổng Gia Phủ, tự là Thúc Lương Ngột, làm quan nước Lỗ, thánh mẫu là Nhan Thị, cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra ngài. Ngài sinh ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất, là năm thứ 21 đời vua Linh Vương nhà Châu, trước Thiên Chúa Giáng sinh khoảng 445 năm, sinh tại làng Sương Bình, huyện Khúc Phụ, nước Lỗ. Ngoại thư chưa chép rằng khi ngài mới sinh có năm ngôi sao hiện là làm năm ông già xuống sân mà thăm ngài. Lại còn có ba con rồng phủ quanh nhà, lời ấy là lời tục truyền, chắc là người của là lời của người suy tôn đạo ngài bày ra một điển linh dị để phân biệt với người thường. Hồi ngài còn nhỏ hay chơi những đồ biển đậu như các thức đèn nến trẻ con chơi. Ngài bẩm tính sinh chi thiên tư rất thông minh, học rộng kiến văn nhiều, biết thấu lẽ là huyền diệu của tạo hóa. Vừa Lược Lỗ nghe tiếng ngài là bậc hiền thánh, dùng ngài làm quan tư khấu coi việc hình và đã dùng ngài làm tướng. Xong chẳng bao lâu vua Lược Lỗ đam mê về vũ nhạc, trễ nải về việc triều chính, ngài can ngăn không được mới xin từ chức. Từ đó ngài đi chu du các nước chư hầu như Tề, Vệ, Sở, Tống, ngài mong đem đạo học của ngài để cứu đời, nhưng đi đến nước nào vua nước ấy cũng không biết tin dùng ngài. Khi đến khi về ngài già trở về nước Lỗ, mở trường học ở nơi Hạnh Đàn để dạy học trò, ngài san định lại kinh thi, kinh thư, kinh dịch, kinh lễ, kinh nhạc, kinh xuân thu, gọi là lục kinh, 6 bộ sách. Ngài dạy ta cốt nhất là những điều hiếu, đễ, trung, thứ, tu, tề, trị, bình. Hiếu để thờ cha mẹ có lòng thảo thuận, đễ để ở với anh em có lòng hòa thuận, trung để thờ vua cho hết lòng, thứ để ở với người cho biết suy bụng ta ra bụng người, tu là sửa cái nết trong mình, tề là đạo tề gia, trị là đạo trị nước, bình là đạo trị thiên hạ. Tám điều đó là tôn chỉ của đạo ngài. Ngài lại dạy người ta lấy lục nghệ 6 nghề. Lục nghệ là lễ, lễ nghi, nhạc là âm nhạc, xạ là phép bắn cung, ngự là phép cưỡi ngựa, thư là phép viết, số là phép tính. Lễ tức là một cách để giao thiệp, nhạc để dưỡng tính tính tình, xạ ngự tức là để là các thể thao, số tức là toán pháp. Học trò của ngài đông tới 3.000 người và mà vào bậc cao hiền được 72.000 người. Trong bọn cao hiền lại duy có Nhan Hồi, Tăng Sâm là giỏi hơn hết. Ngài thọ 73 tuổi thì mất, bây giờ là ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất, là năm thứ 41 đời vua Kinh Vương nhà Châu, trước Thiên Chúa Giáng sinh 373 năm. Ngài mất rồi thì học trò lập đền thờ ngay ở chỗ nhà ngài. Thầy Tăng Tử chép lời ngài soạn ra sách Đại Học, các học trò ghi chép lời ăn nết ở của ngài, soạn ra sách Luận Ngữ để truyền đạo giáo của ngài. Kế đến cháu ngài là thầy Tử Tư soạn ra sách Trung Dung, cách đời ngài 110 năm. Lại có thầy Mạnh Tử soạn ra sách Mạnh Tử, cũng toàn là phát minh thêm đạo ngài để truyền bá đi thiên hạ mà dạy người. Từ đó thì đạo Nho mỗi ngày lưu truyền một rộng, đến đời vua Cao Tổ nhà Hán mới lên ngôi, trước hết dùng lễ thái lao, một con trâu, một con bò và một con dê thân đến tế ngài tại nơi nhà thờ. Các vua sùng đạo Nho trước từ đấy, đến đời vua Vũ Đế đặt quan bác sĩ đem năm kinh của ngài ra để dạy thiên hạ. Vì kinh nhạc đã mất từ khi nhà Tần đốt sách cho nên chỉ còn năm kinh. Chuyên tôn đạo Khổng Tử mà bỏ cả sách vở của các nhà như Lão Tử, Trang Tử, Dương Tử, Mặc Tử. Vì thế đạo Nho lại càng thịnh hơn nữa, mà từ đó mọi cách chính trị, đạo luân lý, khoa chiết của học của Tàu nhất thiết đều tuân theo đạo Nho.
Trên thì có nhà vua tôn sùng, dưới thì các nhà hiền triết đọc ra lời bàn câu nói, soạn ra sách nọ sách kia, đều để phát minh thêm cái nghĩa đạo nho. Như là nhà Hán thì có Đổng Trọng Thư, Giả Nghị, Lưu Hướng, Trịnh Khang Thành. Nhà Đường thì có Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên. Nhà Tống thì có Chu Liêm Khê, Trình Minh Đạo, Trương Hoành Cử, Chu Khảo Đình, vân vân. Các bậc ấy đều là danh nho một đời, có công duy trì đạo thống nhất thống rất nhiều. Nguyên Minh trở về sau thì đạo nho lại càng thịnh hành. Quận ấp nào cũng có miếu thờ ngài gọi là Văn Miếu, đâu đâu cũng tôn ngài là Chí Thánh Tiên Sư. Nho giáo thịnh hành ở Trung Quốc rồi truyền khắp phía Á Đông. Mà nước ta từ lúc nội thuộc nhà Hán, người Trung Quốc như ông Sĩ Nhiếp, ông Tích Quang đã đem đạo nho mà giải rác sang nước ta. Đến đời vua Thánh Tôn nhà Lý mới lập Văn Miếu, tức đền giám Hà Nội bấy giờ. Thờ tiên thánh, thờ kèm thầy Nhan Tử, Tăng Tử, Tư Tử, Mạnh Tử gọi là Tứ Phối. Bọn thầy Tử Cống, Tử Hạ, cả thầy 10 người gọi là Thập Chiết. Ở ngoài hai bên tả mạc hữu thì thờ các vị cao hiền và thờ các bậc bậc tiền hiền, tiên nho từ đời nhà Hán, Đường cho đến nhà Nguyên Minh. Các người ấy toàn là người Tàu. Nước ta thì sau mới thờ thêm ông Chu Văn An là người Thanh Liệt, huyện Thanh Trì về ở đời nhà Trần. Văn Miếu là một nơi duy trì đạo thống nhất cho trong nước. Vua mỗi năm hai kỳ xuân thu dùng trọng lễ thân gia tế để tỏ lòng tôn sùng đạo ngài, lại dùng kinh truyện để thi học trò, dùng cho thuật trị thiên hạ. Các đời vua về sau mỗi ngày mở mang thêm sự văn hóa thì đạo nho mỗi ngày lại một thêm thịnh. Vài chục năm nay nước ta thêm tiêm nhiễm lối Âu học, xem ra nhiều ý tưởng cao lạ và nhiều sự thực nghiệm. Đạo nho tuy cũng còn nhiều người sùng mộ nhưng cũng nhiều người tùy thời thế mà theo lối Âu Châu, mà trong việc học hành chữ nho cũng không được thịnh như trước nữa. Ở Sài Gòn thì bây giờ không còn mấy người tinh thông chữ nho, ở Bắc Kỳ có lẽ vài chục năm nữa cũng vậy. Ấy cũng là một cơ hội xoay đổi quan hệ vận đến vận nước hay dở mai sau. Bàn của tác giả: đạo nho là một đạo bình thường giản dị, thuận lẽ tự nhiên của tạo hóa và hợp tính tình đương nhiên của người ta, ai cũng có thể noi theo được. Người mà có nho học thì nên một người lết na, có phép tắc, có lòng nhân ái. Nhà nước mà dùng nho đạo thì một nước có kỷ cương, có thể thống dễ cho việc cai trị, mà nhân dân cũng được hưởng phúc hòa bình. Duy chỉ có một điều, triết lý thì nhiều điều viển vông mà nhiều người cho người ta khó hiểu, thủ lễ thì lắm sự câu thúc khiến cho người ta khó theo. Tình hình thì chuộng một cách êm ái hòa nhã, khiến cho dân trí nhu nhược, không được hùng dũng hoạt động như tính người châu Âu. Nhu dụng thì chuộng một cách tiết kiệm tầm thường, khiến cho kỹ nghệ thô sơ không được tinh xảo và phát đạt như các nước Thái Tây. Nói rút lại thì đạo nho là một đạo tự trị thì rất hay, mà đem đối với đời cạnh tranh thì không mạnh. Còn như các thói hủ bại phần nhiều là bởi tự người ta làm lên tệ, chứ không nên đổ lỗi tại nho giáo. Tuy vậy, nước ta cũng nhờ có nho học mới theo được các cách văn minh của Tàu, mà nên một nước có văn chương, có chính trị, có luân thưởng, có học thức. Nếu trước kia khi chưa có Âu học mà lại không có nho học thì nước ta chẳng qua cũng là một nơi để mọi dở mà thôi. Vậy thì công nho giáo chuyển sang nước ta rất to, dẫu khi nào nhờ được Âu học mà nên một nước thịnh vượng hơn trước, ta cũng không nên quên cái công đấy, vì cái công ấy đã mở mắt trước cho ta, ví như một đứa trẻ thơ, trước nhờ được ông thầy dạy bảo cho mở một đôi chút trí khôn, về sau dẫu có nhờ được ông thầy khác học thêm được khôn khéo thì cũng không nên quên hẳn công ơn ông thầy trước. Và cứ theo đạo nho mà dùng cho khéo, bỏ những điều câu thúc phủ bại mà đem cách trí tư tưởng mới để bổ vào những nơi khuyết điểm thì cũng lên được một nước phú cường thịnh vượng, mà có lẽ lại hay hơn nữa. Tôi thấy gần nay các ông cựu nho thủa vắn thở vắn than dài riêng với nhau rằng đạo nho ta suy đồi đắp sắp đến ngày tuyệt diệt. Tôi thiết tưởng vật gì lâu ngày cũng phải mục nát, mà đạo nào có lúc thịnh cũng có lúc suy. Huống chi một thời biến đổi là một cơ hội của tạo hóa xoay vần, cái nền cũ có đổ nát thì mới gây dựng lên được cái nền mới. Vậy thì hội này chính là dịp tấn hóa của nước ta đó.
Mục 9, Phật giáo. Phật giáo do đạo Bà La Môn mà ra, nguyên trước Thiên Chúa Giáng sinh, dân tộc Á Lợi An tràn vào đất Ấn Độ, ở rải rác mò dọc sông Hàng Hà, dựng ra nhiều thành nước nhỏ, dân từ đó chia ra làm bốn bực người. Bực thứ nhất là Bà La Môn, có bọn thầy tu làm chủ, coi riêng việc tế tự. Bậc thứ hai là Lý Đế Lợi, các quý tộc làm chủ, coi về việc chính trị. Bậc thứ ba là Phệ Xá, tức là hạng bình dân. Bậc thứ tư là Thủ Đà, chỉ làm nô lệ mà thôi. Đạo Bà La Môn vẫn thông hành ở xứ đó. Đến sau có ông Thích Ca Mâu Ni thấy bọn thầy tu đạo Bà La Môn sinh ra lắm điều tệ, và lại thấy người ta cũng ở trong vòng luân hồi, chịu những cảnh khổ não như sinh lão bệnh tử, là bốn cái kiếp khốn nạn, vì thế chán đời mà cầu một phép để giải thoát cái khổ não ấy, mới dựng ra một tôn giáo riêng gọi là Phật giáo. Môn đồ về sau suy tôn ông ấy là Phật Tổ Như Lai. Nguyên ông ấy họ Thích Ca, tên là Cồ Đàm, tự là Tất Đạt Đa, con vua nước Ca Duy Vệ, một nước nhỏ trong nước Ấn Độ, tên là Tĩnh Phạn và Bồ Đồ Đầu Ra. Phật mẫu tên là Tĩnh Diệm. Sách Phật nói rằng bà mẹ Chiêm Bao thấy người vàng đầu thai mà sinh ra ngài. Lại có sách nói rằng bà mẹ Chiêm Bao thấy con voi trắng sáu ngà biến thành hào quang xoay ra vào bụng, rồi có mang 10 tháng, đến lúc sinh ra thì đằng sườn phía hữu tự nhiên có cái hoa sen nảy ra để đỡ ngài lên. Lại có hai con rồng ở trên trời xuống phun nước để tắm cho ngài, và có bách thần xuống trông nom săn sóc. Ngài màu da vàng, lông tóc dựng ngược, sinh ra khỏi ngài đã bước đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất mà thét lên rằng: trên thì trời, dưới thì đất, duy có ta là quý hơn cả. Lời ấy chắc cũng là do môn đồ bày ra. Ngài sinh ngày mùng 8 tháng 4, nhưng không rõ về năm nào. Một môn phái ở phía Bắc Ấn Độ thì nói sinh về năm 1028 trước Thiên Chúa Giáo, khoảng đời vua Chiêu Vương nhà Châu. Một môn phái ở phía Nam Ấn Độ thì cho rằng chừng năm 624 trước Thiên Chúa Giáo. Nhưng các nhà bác học Thái Tây bây giờ thì cho vào chừng năm 558 hoặc 520, cùng một đời với Đức Khổng Tử. Phật Thích Ca cũng đã lấy ba vợ, sinh được con trai tên là La Hầu La, năm 29 tuổi. Theo đây là theo sách Ấn Độ, chứ sách Tàu thì nói năm 19 tuổi. Xảy thấy một người già yếu tàn tật vào ăn xin, mới suy nghĩ ra đời người toàn là cảnh khổ, lập tức đêm ấy bỏ nhà vào rừng đi tu. Trước hết vào tu ở núi Đàn Đặc và núi Toàn Sơn, sau mới đến tu ở xứ Xá Vệ. Ngày ngày mặc áo cà sa, ngồi dưới gốc cây để tĩnh tâm niệm, nghĩ cách giải thoát. Được 7 năm, say tỉnh ngộ được đạo lộ huyền diệu, tự xưng là Bồ Đà, nghĩa là trong tâm tính đã sáng suốt cả đời, sáng suốt cả rồi. Từ bấy giờ mới đi truyền đạo. Truyền ngài về sau ăn mỡ lợn phát tướng mà mất ở nơi Câu Thi. Lúc gần mất, ngài nói rằng: nay ta đã lên cõi Niết Bàn, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc thế giới. Ngài mất rồi, các học trò soạn nhặt các lời di ngôn tập lại thành sách cả thảy 42 chương, chia ra làm 3 quyển gọi là Kinh Tam Tạng. Tạng nghĩa là chứa, vì là các lời ngài chép ra chứa vào một chỗ cho nên gọi là Tạng, Tam Tạng. Một là Kinh Tạng, là những lời luân thường đạo lý. Hai là luật tạng, là những lời giới cấm. Ba là luận tạng, là những lời nghị luận. Mục đích của Phật giáo chỉ có hai chữ: hư vô và kiêm kia hết. Có câu rằng hết thảy không có cái gì, chỉ có cái nhân duyên mà sinh ra. Nay dẫu tạm có nhưng bản tính vẫn là không. Người đời càn rỡ giữ lấy cho làm của mình có. Cho nên Đức Như Lai ra đời lấy một chữ vô mà phá cái hoặc ấy. Mấy câu ấy đủ rõ đạo Phật. Đạo Phật chia trong cơ thể gọi là lục côn 6 cái gốc là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý. Các loại động vật, các loại vật động tới cơ thể gọi là lục trần. 6 cái bụi là sắc, sắc đẹp. Thanh là tiếng hay, hương là mùi thơm, vị ngon. Xúc là chạm tới mình, pháp là tưởng tượng. Lại có ngũ giới, 5 điều cấm là bất sát sinh, không được giết súc vật, bất đạo, không được trộm cắp, bất gian dâm, không được gian dâm, bất vọng khôn, ngôn không được nói cản, bất ẩm tiểu, thực nhục, không được uống rượu, ăn thịt. Phép Phật lại có cách tọa thiền. Tọa thiền là người tu hành ngồi nhắm mắt, ngoảnh mặt vào vách, tĩnh hết lòng trần tục, không nghĩ ngợi gì. Có 4 bậc: một là sơ thiền, không lo lắng; hai là nhị thiền, không khổ lão; 3 là tam thiền, rất vui sướng; 4 là tứ thiền, không phải chịu vòng luân hồi nữa.
Luân hồi là kiếp trước làm những điều tội ác thì chết xuống âm phủ phải chịu những tội khổ sở, rồi kiếp sau lại phải làm các giống súc vật hoặc phải đày đọa những cảnh khổ ái. Dưới âm phủ có 136 động là những nơi ngục hình là làm tội người ác. Những lời ấy là cách để khuyên cho người ta làm thiện mà chớ làm ác đấy thôi. Nói rút lại thì đạo Phật có hai chủ ý, một là sự khổ não, hai là sự giải thoát khổ não. Khổ não bởi sự luân hồi, thoát khỏi vòng luân hồi thì khỏi khổ, vậy thì bỏ hết lòng dục trói buộc ở trần thế thì ra được ngoài vòng luân hồi rồi mới lên được cõi niết bàn, nghĩa là lên cõi không không ở nơi cực lạc thế giới. Trên này nói đại khái nguyên ủy của đạo Phật, còn đạo Phật thịnh hành ở Ấn Độ, truyền bá sang Tàu, sang ta thì Việt sử yếu của Quận Hoàng cũng đã nói tường, nay xin nhắc lại mà dịch như sau. Sau khi ông Thích Ca Mớt, học trò là Ma Kha Ca Diệp, hội hết đồ đệ ở thành Vương Xá, cả bảy chờ cả thảy là 500 người, đó là lần thứ nhất Phật giáo hội tụ. Một cách 100 năm nữa Ra Xá Đa lại họp đệ tử ở Đôn Xá Lị, cả thảy là 700 người, đó là lần thứ hai Phật giáo hội tụ. Tuy vậy trước sau trong 300 năm Phật giáo lưu truyền chỉ ở quanh một dải sông Hằng Hà, đến đời vua Mao Lị Gia dựng nước ở giữa đất Ấn Độ hết sức mà chủ trì Phật giáo thì Phật giáo mới lan khắp cả xứ Ấn Độ. Trước Thiên Chúa 234 năm, năm thứ 54 đời Châu Noãn Vương, vua Kế Ma lại đại hội ở Kinh Đô, duy lấy Phật giáo làm tôn chủ, bắt ép người trong nước phải theo và sai bọn thầy chùa làm giáo sĩ đi ra ngoài ngoại quốc mà truyền đạo. Từ đó đạo Phật mới lan ra cả thế giới như vậy. Nước Tàu từ khi Ban Siêu vào đời Hán Võ Đế đi xứ Tây Vực trở về thì danh hiệu Phật ở phương Tây mới thấu đến cái tai người Tàu. Năm Vĩnh Bình thứ 8 đời vua Minh Đế nhà Hán, sau Thiên Chúa 60 năm, vua sai người Thái Tịch sang Tây Trúc cầu Phật. Thái Tịch mang kinh Phật và hai thầy tăng là Nghiệp Mã Đằng và Trúc Pháp Lan về Lạc Dương, vua sai lập chùa Bạch Mã để thờ Phật. Về sau có bọn Chi Đầu Đà, Mã An Thế, Khang Mạnh Tường mới dùng chữ Nho mà dịch kinh nhà Phật để dạy người Tàu. Các người ấy hoàn toàn là người Ấn Độ đến ở nước Tàu. Mà Long An thứ 3 đời vua An Đế nhà Tần, tức năm 402, có người Pháp Hiển qua chơi Ấn Độ, đi du lịch hơn 30 nước, rồi tự tích lan đảo vượt về bể Nam Hải mà về nước. Năm Đại Thông đời vua Vũ Đế nhà Lương, 532, người Phổ Văn là người tuệ sinh sang phía Bắc nước Ấn Độ đem kinh Phật về nước. Năm Trinh Quán đời thứ ba vua Thái Tôn nhà Đường, thầy chùa là Huyền Trang đi men Tây Tạng sang Ấn Độ mua được kinh Phật 650 bản. Năm Hàm Thanh thứ hai đời vua Cao Tôn nhà Đường, thầy chùa Nghĩa Tính đi qua bể Nam Hải sang Ấn Độ lấy được kinh Phật 400 bản, ấy đều là người Tàu sang Ấn Độ. Đương khi nước ta nội thuộc người Tàu tôn tính thì người nước ta cũng tôn tín, ấy gọi là chủ đi đường nào thì đi theo đường ấy. Xét khi nội thuộc nhà Lương có người Lý Phật tử, họ Lý là họ, Phật tử là tên, chắc là tục cầu tự di truyền lại mà thoái mộ đạo Phật đã lâu chăng. Xét ở cựu sử chép năm Thái Bình có thứ hai có đời vua Tiên Hoàng nhà Đinh, vua mến đạo Phật dùng người Ngô Chân Lưu làm một Khuông Việt Thái Sư, đời vua Lê, Đại Hành nhà Lê sứ Tàu đến nước ta bao giờ cũng bao giờ bao nhiêu tờ Bồi Vãng Lai đều do tay ở Khuông Việt, sau vua lại sang sứ sai sứ sang Tàu cầu kinh Tam Tạng, vậy thì Phật giáo truyền sang nước ta từ đó. Vua Lý Thái Tổ là một vị vua chúa mà học thầy chùa là Vạn Hạnh, người nước ta như từ đạo hạnh khổng lồ. Ân Giác, Lư Ấn đều là bậc danh nho mà thâm thúy về Phật học. Từ nhà Đinh đến nhà Lý dựng chùa Tô Tượng không lúc nào là không có. Vậy thì Phật giáo thịnh hành ở nước ta cũng đã lâu. Song đương bấy giờ các bậc danh như công như ông Phạm Sư Mạnh, ông Lê Bá Quát cũng đã bài bác đi rồi. Đến đời vua Lê Thánh Tôn lại cấm không dân không được lập chùa mới. Vậy Khổng giáo mỗi ngày một thịnh thì Phật giáo mỗi ngày một suy, cũng là cái thềm bậc tiến hóa tự nhiên đó. Lời bàn của tác giả: xét theo đạo Phật lấy hư vô làm tôn chỉ, chủ ý rằng hết thảy chúng sinh đều bỏ hết lòng ham muốn mà rũ sạch cái bụi đời bám vào mình thì ngày sau mình được hưởng cái phúc hậu ở vô lượng, cái mục ích đích ấy cũng cao,
cái chủ ý ấy cũng lạ. Song hiềm vì đạo Phật bày ra lắm điều kỳ ảo, mà nào là luân hồi, nào là siêu thoát, nào là họa phúc, nào là nhân quả, nói toàn những mối dị đoan làm cho lòng người mê tín mà không ích cho sự thật, cho nên đạo Nho phải bác đi mà không cho là chính đạo. Tuy vậy, Phật giáo cũng là một món đạo giáo, người tầm thường vị tất đã hiểu thấu lý cao sâu của nhà Phật thì cũng chớ lên bài bác khinh bỉ mà thành ra một người vô hạnh. Hiện bây giờ Phật giáo ở nước ta cũng đã suy, tuy lưu truyền đã lâu, làng nào cũng có chùa thờ Phật, dân gian vẫn còn sùng bái sùng phụng, nhưng chẳng qua là bọn ngu phụ theo thói quen mà cúng vái, chớ kỳ thật thì không mấy người là mộ đạo, trừ ra mấy kẻ bực đời đi tu, còn phần nhiều là bọn ăn bơ làm miếng, trốn chúa lộn chồng, mượn cửa bồ đề mà nương thân. Còn bọn hạ lưu xã hội mê tín sự báo ứng thì toàn là bọn ngu xuẩn. Thấy Nam Mô thì cũng Nam Mô, thấy sám hối thì cũng sám hối, còn hiểu gì là đạo Như Lai nữa. Huống chi lại còn nhiều kẻ tính tình rất hung bạo mà cũng mượn cửa thiền để làm nơi trú ẩn. Tiếng là đi tu, mình mặc cà sa, đầu đội nón tu lờ, tay lần chẳng hạt, mặt thì giả dạng từ bi mà bụng dạ thì như rắn như rết. Nào rượu ngon, nào gái đẹp, nào thịt chó hầm hoa sen, nào thịt lợn viên nhỏ làm thuốc đau bụng, nào quần áo xả ích. Nam mô một bồ do găm, hổ mang hổ lửa, sự ấy mới gớm ghê nữa. 7. Lão Tử giáo. Lão Tử tức là đạo giáo. Lão Tử họ Lý, tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, Thụy là Đam, người làng Khúc Nhân, huyện Hỗ, nước Sở, sinh năm thứ 3 vua Định Vương, đời Đông Châu, cũng đồng thời với Khổng Tử. Bà mẹ mang thai 80 năm mới sinh ra ông ấy. 80 năm vui rồi. Lúc sinh ra thì đầu đã bạc nên gọi là Lão Tử. Lão Tử làm quan trụ hạ sử đời Châu, rồi thấy nhà Châu suy nhược bèn thôi làm quan mà đi ẩn. Lão Tử thấy thời bấy giờ chuộng việc lễ nghĩa, nhiều điều vụn vặt, muốn uốn nắn lại cái lệ ấy, bèn soạn ra một bộ kinh đạo đức cả thảy hơn 50.000 câu nói, chủ ý cốt theo cách tự nhiên thanh tĩnh, không cần phải làm gì, nghĩa là muôn việc cứ phó mặc tự nhiên, không cần phải lo lắng nghĩ ngợi, mới hưởng được sự khoái lạc tiêu diêu. Sử ký chép rằng Khổng Tử hỏi lễ, Lão Tử đáp: người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân không. Ta nghe người buôn bán giỏi khéo chứa của như người không có gì, người quân tử có đức tốt coi diện mạo như người ngu, bỏ cái khí kiêu căng mà là và lòng ham muốn, cùng là cả cái sắc dục và cái dâm trí của người ấy là điều vô ích cho mình ngươi cả. Mà mấy lời đó thì đủ hiểu biết tôn chỉ của Lão Tử. Lão Tử không biết mất về năm nào, sau có Liệt Ngữ Khâu soạn ra sách Liệt Tử, Trang Chu soạn ra sách Trang Tử, cũng đều là lưu phái của đạo giáo Trung Quốc. Mãi đến đời Tấn Ngụy thì lối học của Lão Tử mới thịnh hành. Trên từ vua chúa rơi đến sĩ phu, ai ai cũng tôn sùng đạo giáo và là tôn Lão Tử là thái thượng lão quân. Đạo Lão Tử truyền sang nước ta cũng từ buổi nội thuộc ấy. Bây giờ sùng tín thế nào thì không biết. Xong đến đời vua Đinh Tiên Hoàng sai Trương Ma đi làm tăng lục đạo sĩ, Lý Anh Tôn thì chép đời Trần Lộc lập ra đạo Nội Tràng. Ấy là cái chứng cớ của người nước ta sùng tín đạo giáo. Đạo giáo tuy không thịnh hành như đạo Nho, đạo Phật, nhưng các bậc cao nhân giật sĩ phần nhiều vì là tiêm nhiễm đạo giáo mà lĩnh hội được cái tinh thần. Phàm là người phóng khoáng, có người có mưu cơ, người biết nhẫn nhục, người ưa thanh tĩnh, người chán việc đời đều là hội được cái tinh thần của đạo giáo cả. Còn cái hình thức bề ngoài như các việc ma quỷ thần tiên kia kiêng khem cấm kỵ nhương tai kỷ phúc thì ta tin cũng theo cũng nhiều, nhưng bất cứ hạng người nào ai tin thì tin, không có đạo phái môn đồ nào ép buộc. Còn chính đạo phái môn đồ thì chẳng qua lác đác có mấy người là phù thủy đạo sĩ mà thôi, mà bọn này thì chẳng qua cũng theo thể thức cũ, bùa bèn ấn quyết trừ ma trừ quỷ, dùng cách ấy để làm nghề kiếm ăn trong vòng hạ lưu xã hội, chớ kỳ thực thì không biết tôn chỉ đạo giáo là gì.
Tăng của tác giả. Đạo Lão Tử côn lấy thanh tĩnh tự nhiên làm tôn chỉ, cái ý tưởng ấy rất cao xa, không phải người tầm thường nào thấu hiểu được. Người ta có biết đích xác được cái thân là cái nguồn khổ sở, cái trí khôn là cái gốc của phiền lụy, thì mới biết được cái tôn chỉ ấy là cao, lại phải xét thấu hết việc đời, hiểu cho rõ hết tính người, đeo một tấm lòng nhạt nhẽo hư không mà giao thiệp với đời, không có một sợi tơ sợi tóc nào vướng vít đến trước mắt, thì mới biết được đạo ấy có một cái thú ung dung nhàn nhã, sung sướng khoan thai. Còn các việc đời tùy xảy ra đến việc gì thì cứ ứng đối việc ấy, không cần phải khó nhọc hơi sức lao tô tổn tinh thần, dùng cái lẽ tự nhiên mà thủ ứng các việc tự nhiên mà đâu ra đấy cả. Vậy thì đạo ấy cũng là một đạo, là một lối học rất cao, một ý tưởng rất lạ, không dễ gì mà bỉ bác được. Duy học theo đạo ấy thì phàm việc gì cũng cho là phù phiếm hư không, chỉ biết nhàn thân sướng riêng lấy một mình mà không thiết tưởng gì đến đời, cho nên đạo nho cũng bác đi mà không cho là chính đạo. Còn cái lưu phái đạo Lão Tử về sau biến ra thành lối thuật số, cách tu luyện đạo phù thủy, thì các môn đồ đạo và phái nhân trong tôn chỉ suy diễn ra toàn là các mối dị đoan, làm cho dân trí hư hoại, không có ích gì cho sự thực dụng. Nước ta bây giờ không tuy không có môn phái đạo Lão Tử, nhưng cái tính mê tín dị đoan thì tiêm nhiễm đã lâu, cũng là bởi cái đạo ấy di chuyển lại. Mà lòng người mê tín dị đoan thì lại là bởi không hiểu đến tôn chỉ của đạo ấy. Cho nếu hiểu được tôn chỉ thì đầu giàu chẳng được như thánh nhân hưng cơ công lập nghiệp, nhưng cũng làm lên một bậc người trí hướng cao kỷ, tiêu diêu ở ngoài cõi phong trần. Vậy ta chớ lên vì mấy cái bác thầy cúng, mấy kẻ tin dị đoan mà vội khinh bỉ đạo Lão được. 11. Gia Tô giáo. Đạo Gia Tô gốc ở Do Thái mà ra, nguyên dân Do Thái ở về phía tây Tiểu Á, Tế Á, xưa nay vẫn sùng phục một vị thần, vị thần dân tin rằng thần Jehovah sáng lập lên trời đất và tạo thành ra muôn vật, sau lại tạo ra người theo như hình dung của thần. Đàn ông thì gọi là Adam, đàn bà thì gọi là Eva, cho ở vườn cực lạc để cai quản các giống thú vật và được ăn các thứ hoa quả, chỉ trừ ra không được ăn quả cây táo của thần cấm mà thôi. Đến sau quỷ thấy người được sung sướng mới xúi Eva ăn quả táo và đem cho chồng ăn nữa. Sau khi ăn rồi mới biết mình trần truồng là xấu xa. Đến lúc thần lại thăm vườn thì thấy người ấy chạy trốn đi. Thần giận bèn đuổi người xuống phàm trần để cho chịu những điều cực khổ, nhưng lại hứa rằng sau sẽ sai người xuống chuộc tội cho. Ấy là những sự tôn tín của dân Do Thái. Dân Do Thái bị dân Ai Cập áp chế bắt đi làm nô lệ, chịu nhiều điều khổ cực. Mãi về sau mới có một người tên là Mô-si đem dân về xứ Gia Lộ Tát Lĩnh, tức là Giê-xu-sa-lem, làm đền thờ thần Jehovah mà theo giữ lời thập giới. Có một đảng thầy tu giữ đền và cai quản dân. Trong bọn thầy tu thường có những người tên gọi như Phô-rô-phê, bảo dân Do Thái rằng thần Jehovah sắp sai người xuống chuộc tội cho dân và cho dân được vinh hiển hơn dân khác. Sau các thầy tu gọi bọn Pharisee cứ vin tiếng thần ra để làm điều bậy bạ và ăn hiếp dân. Bấy giờ mới có Đức Gia Tô ra đời cải lương đạo khác gọi là đạo Thiên Chúa. Cứ theo sách của bác sĩ châu Âu thì Đức Gia Tô sinh tại thành Nã Ca Lạc, là một tỉnh nhỏ ở xứ Gia Lị, ở Đông Thổ Nhĩ Kỳ, vào như chừng năm nguyên thủy đời vua Hiếu Bình nhà Hán, lịch Tây kỷ nguyên bắt đầu từ ngày năm ấy. Sách bác sĩ lại nói phụ thân ngài Joseph, mẫu thân ngài là Maria và ngài cũng có nhiều anh em, nhưng cứ lời tục truyền thì bà Maria cảm thần mộng mà sinh ra ngài, mà ông Joseph là cha nuôi mà thôi. Tính ngài rất thông minh, trước học theo đạo Do Thái, sau thấy bọn thầy tu làm nhiều điều bậy bạ hại dân thì mới lập ra đạo môn khác để cứu đời. Mục đích đạo Thiên Chúa thì chỉ tốt cốt dạy người ta lấy sự yêu mến tôn kính Đức Thiên Chúa làm gốc, mà sự thờ kính cốt ở trong lòng, không cần gì trang sức bề ngoài. Đối với người ta thì cốt giữ cái bụng tử bi nhân thứ, coi nhau như anh em ruột mà thôi.
mà ai ai cũng bình đẳng cả. Môn đồ tin theo mỗi ngày một đông, bọn thầy chùa đạo Do Thái sợ mất quyền lợi, mới sư quan La Mã làm hại, xong dẫu đức Gia Tô bị hại mà người tin theo lại càng đông. Sau này các môn đồ lại đem đạo ấy mà truyền bá đi các nơi. Ông Saint Pierre thì sang truyền giáo bên La Mã, ông Saint Paul thì sang truyền giáo bên Hy Lạp, rồi rải rác đi khắp nơi, ai ai cũng tôn ngài là con của Thiên Chúa hay cha mà xuống cứu dân. Trong khoảng đệ ngũ thế kỷ, các nước bên châu Âu tôn tín đạo Thiên Chúa rất thịnh, mở ra một tòa giám đốc ở tại kinh đô La Mã mà công cử một người làm giáo hoàng để coi việc giáo. Từ đệ thập thế kỷ tới giờ, về các nước có việc gì to cũng phải xin phép đến giáo hoàng. Các vua nối ngôi được giáo hoàng làm lễ ra miệng, đội mũ cho là vinh hiển lắm, mà quyền chính trị cũng về tay giáo hoàng. Vào hồi thập lục thế kỷ, có người Nhật nhĩ man tên là Mã Đinh Lộ Đắc, Martin Luther, và người học trò tên là Ước Hàn Gia Nhĩ, người Pháp dựng ra môn giáo mới để phản đối đạo Thiên Chúa. Vì thế trong tôn giáo phân chia ra làm hai đảng đánh nhau chết hại rất nhiều. Giáo hoàng khi ấy quyền hành không mạnh bằng khi trước, mới tìm cách truyền đạo ra toàn cầu. Đạo Thiên Chúa truyền sang nước ta kể cũng đã lâu, cứ trong quốc sử chép thì thời Nguyên Hòa, nguyên niên nhà Lê năm 1523, người nước Hà Lan tên là Inekhu mới bắt đầu đến các địa phương ở Nam Chân Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định giảng đạo Thiên Chúa. Ở sách Tây thì chép rằng các thầy dòng bên Âu Châu năm 1615 đến xứ Nam Kỳ, năm 1626 thì đến xứ Bắc Kỳ. Các thầy ấy cũng là người nước Pháp, nước Tây Ban Nha và người nước Nhật Nhĩ Man. Vậy thì đạo truyền sang nước ta chắc bắt đầu từ người Hà Lan mà người các nước tiếp theo đến sau để truyền giáo cả. Trong năm 1765, giáo hội cử thầy Bá Đa Lộc sang giảng đạo ở nước ở các miền Xiêm La, Tây Trúc, Cao Man. Năm 1780 thì thầy Bá Đa Lộc đến miền Biên Hòa dựng lên nhà thờ để giảng đạo. Năm 1783, Đức Gia Long bấy giờ là chúa Nam Kỳ, nhân vì đánh nhau với nhà với Nguyễn Huệ bị thua phải tránh nạn, gặp thầy Bá Đa Lộc ở núi Cà Mau nói chuyện với nhau vui lòng lắm. Đức Gia Long mới cậy ngài đem hoàng tử Cảnh về cầu cứu bên nước Pháp, vì thế mà khôi phục được nước và thống nhất cả nước Nam. Đến đời Thiệu Trị Tự Đức thì nước ta nghiêm cấm người theo đạo Thiên Chúa, song chẳng bao lâu vì chuyện ấy mà gây nên mối hiềm khích với nước Pháp. Từ lúc vua nước ta và nước Pháp lập hòa ước thì đạo Thiên Chúa lại thịnh hành ở nước ta. Quy thức của người theo đạo Thiên Chúa mỗi ngày phải theo một bộ câu rút, ở nhà thì thờ tượng Thiên Chúa và cây thánh giá hình chữ thập, tức là một thứ hình cụ khi Đức Chúa bị nạn thay tội cho trần gian, đeo vào mình để làm một sự kỷ niệm cho lúc nào cũng trông thấy công đức của Chúa. Mỗi ngày khi hai bữa cơm và lúc đi ngủ mới thức dậy phải chỉ tay lên trán, hai vai và ngực, gọi là làm dấu, rồi tụng một bài cầu nguyện, nghĩa là chúc tụng công đức của Thiên Chúa mà cầu Chúa cho mình được cái lòng yêu mến ngài mãi mãi. Mỗi một chủ nhật và ngày lễ thì các người có đạo phải đến nhà thờ quỳ trước tượng Thiên Chúa mà tượng Thiên Chúa mà cầu kinh, đoạn rồi vào một ngày riêng một nhà riêng quỳ trước mặt ông cố mà thú tội. Ông cố ban cho ăn một miếng bánh thánh cho được gọi nhuần ơn Chúa. Người theo đạo chỉ được phép lấy một vợ một chồng, khi mới cưới vợ chồng phải đem nhau đến nhà thờ làm phép. Ông cố chúc cho một vài câu rồi rảy nước phép mà rửa tội cho. Khi sinh con khi chết cũng đều đem đến nhà thờ rửa tội. Mỗi năm có ngày thứ tư gọi là ngày vào mùa và một ngày chủ nhật gọi là ngày ra mùa. Trong khoảng 2 ngày ấy, cả thảy 40 ngày thì nhà theo đạo cứ từ ngày thứ tư và thứ sáu phải ăn chay, kiêng thịt, còn cá và trứng thì ăn được. Nghĩa là trong những ngày Đức Chúa bị nạn thì phải kiêng kỵ, đến ngày giao mùa ngày tức là ngày phục sinh thì mới thôi. Còn quanh năm thì thường ngày thứ sáu bao giờ cũng phải ăn chay. Mỗi năm về ngày 25 tháng 11, tháng 12 là ngày sinh nhật Đức Chúa thì các nhà thờ làm lễ Noel ngày 15 tháng 12 là ngày Thánh Mẫu lên trời, thì các nhà thờ làm lễ Assumption, người có đạo đến lễ đông lắm. Lại có một ngày nhà thờ rước đi quanh phố gọi là lễ VT Diêu, rước vui lắm. Người đi tu chia làm 2 thứ, một thứ vào nhà tu chỉ chuyên nghề tụng niệm suốt cả đời mà cách ăn ở thì rất khổ hạnh, một thứ thì phải học
cho giỏi khoa thần học và đủ biết mọi lễ lễ của nhà thờ. Ai thi đỗ thì mới được là phép làm lễ ở nhà thờ và được cử đi làm cố hoặc làm giám mục. Lời bàn của tác giả: nước ta khi trước rất mộ nho giáo, mà nho giáo thì là trọng nhất là việc tế tự, thấy đạo Thiên Chúa chỉ sùng bái riêng một thần, ngoại giả không lễ bái gì nữa, cho nên coi như là đạo phản đối mà sinh ra lắm sự tàn ngược. Xong cứ xét cái chủ ý của đạo Thiên Chúa thì chỉ cốt khuyên người ta phải thương yêu nhau, cũng chẳng khác gì lòng nhân thứ của của đạo Nho, lòng từ bi của đạo Phật. Vậy mới biết thánh nào cũng vậy, cũng chỉ dạy người ta lấy sự làm lành mà thôi. Người ta không xét đến nơi đến chốn mà cứ thấy lạ tai lạ mắt thì đem lòng hiềm nghi lẫn nhau, chẳng qua chỉ gây lên mối họa loạn mà hại lẫn nhau, thực là điều trái với tôn chỉ của đạo giáo mình cả. Và lại lòng tin tưởng của người ta lên mặc cho người ta được tự do, sao lên lấy ý riêng của mình mà ngăn cấm, ấy lại là trái lẽ với công bằng nữa. Bây giờ thì nước nào cũng đã rõ cái lẽ tự do tôn giáo, đạo thịnh hay suy chỉ cốt bởi lòng người tôn tín nhiều hay ít, chứ không còn thói ghen ghét như nhau như xưa nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả, tôi xin phép dừng buổi đọc hôm nay tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào buổi đọc ngày mai.